chào, mình là Minh Thành. Chào mừng mọi người quay trở lại với kỹ năng tự vệ của Giang. Để xem hôm nay chúng ta sẽ gặp tình huống gì nhé. Như mọi người thấy đó, chúng ta sẽ làm gì nếu tình huống này xảy ra? Mời Toàn. Đầu tiên chúng ta sẽ ghìm cổ lại, tay này nắm cổ tay, đẩy mạnh ra phía sau, đè lên trên, rướn, bước chân trái 45 độ, tay nắm đầu quăng. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào khi bị xiết cổ bằng dây sao nhé, mời Toàn. Đầu tiên chúng ta phải cố gắng giữ cầm cứng lại, hai tay cố gắng bịt dây và bất ngờ dồn toàn bộ trọng tâm về phía trước. Rõ. Và đây là động tác tiếp theo, mời Toàn. Tương tự chúng ta cố gắng giữ cổ lại, hai tay cố gắng giữ, bước một bước nhỏ lên phía trước, xoay ngang. Tay này khá, tay đánh nhỏ xuống. Xin chào mọi người, hãy like và subscribe kênh YouTube của Giang Niu để cùng theo dõi kỹ năng tự vệ của Giang Thành nhé.